Theo điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam được Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2016 thì số người có khuyết tật thị lực là 1,03 triệu người. Tuy nhiên là hội viên của Hội Người Mù Việt Nam thì hiện tại có hơn 73.000 người. Với những người khiếm thị thì do đặc thù của dạng tật rồi những cái khó khăn về đi lại, về di chuyển cho nên các cái hoạt động văn hóa, tinh thần đôi khi cũng chưa thật sự là phong phú và nhiều người thì vẫn còn tự ti, mặc cảm, bị ngại tiếp xúc với những người ở trong cộng đồng. Tự tin, mặc cảm là những trạng thái mà người khiếm thị thường gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, mà để vượt qua được không phải là điều dễ dàng. Tại Hà Nội, có một câu lạc bộ đã và đang giúp người khiếm thị xóa bỏ tự ti, mặc cảm, xóa bỏ khoảng cách với những người xung quanh. Đó là câu lạc bộ Solar, câu lạc bộ khiêu vũ của người khiếm thị. Tiền thân của câu lạc bộ Solar Dance Club là lớp học thể chất do Hội Người Mù quận Đống Đa và Viện Brick phối hợp tổ chức. Sau khi Viện Brick kết thúc cái dự án lớp học thể chất thì thầy Tô Văn Hòa đã quyết định ở lại dạy miễn phí cho tất cả những anh em có nhu cầu tiếp tục học. Và đến tháng 9 năm 2020 thì nhận thấy cái nhu cầu luyện tập khiêu vũ thể thao của anh em khiếm thị ngày càng cao thì tôi có bàn với chị Đỗ Thúy Hà, lúc đó là chủ tịch Hội Người Mù quận Đống Đa, là chúng ta phải chuyển đổi cái mô hình từ lớp học sang thành câu lạc bộ khiêu vũ để có thể tận dụng được nhiều cái nguồn lực từ cả bên ngoài xã hội lẫn từ bên trong câu lạc bộ để làm sao câu lạc bộ phát triển hơn và có thể đáp ứng được nhiều hơn cái nhu cầu luyện tập của anh em. Từ đó thì câu lạc bộ lấy tên là Solar. Solar trong tiếng Anh thì có nghĩa là của mặt trời hoặc là đến từ mặt trời. Cái tên này thì gợi nghĩ đến cái ánh sáng mà những cái người khiếm thị luôn luôn khát khao. Solar cũng là viết tắt của cái cụm từ Step of Love and Rhythm, có nghĩa là những bước nhảy, là những bước đi của tình yêu và giai điệu. Thì chúng tôi mong là khi mà bóng tối bao trùm thì tình yêu cuộc sống và những cái giai điệu tuyệt vời sẽ là cái ánh sáng để dẫn bước cho những cái người khiếm thị. Là một cái cơ duyên may mắn thôi. Thì tôi được một cái đơn vị là Viện Rick giới thiệu là nơi trung tâm hỗ trợ việc làm cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố và các nơi. Thì trong cái thời điểm đấy thì có giới thiệu tôi về để dạy cho các bạn về thể chất, về thể lực, đặc biệt là làm quen với khu vụ trải nghiệm. Thì sau kết thúc mấy chục khóa học đấy, mấy chục cái buổi học trong cái khóa đấy thì các bạn tôi biết được là các bạn rất là khao khát muốn tập luyện, muốn chơi và kinh phí thì không có, đặc biệt là kinh phí đi lại cho các bạn cũng càng không có. Thì tôi bảo là tôi sẽ ở lại với các bạn với từ 0 đồng cho đến thời điểm này.